Ngày hôm nay 26 tháng 3 là ngày cuối cùng của tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ 2016. Và chủ đề của tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm nay hướng đến mục tiêu đảm bảo vệ sinh tại nơi làm việc cho người lao động. Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay tại các công trường xây dựng, người lao động vẫn phải ăn ở và làm việc trong điều kiện hết sức tạm bợ. Khó có thể hình dung được, đây lại là nơi ăn ở và sinh hoạt của công nhân tại các công trường xây dựng hiện nay. Nhìn những hình ảnh này, có thể hiểu vì sao nguy cơ mắc các bệnh về nghề nghiệp trong ngành xây dựng luôn chiếm tỷ lệ cao. Khi đã có công nhân ăn nghỉ tại công trường thì kèm theo đó là một bộ phận hậu cần. Thì có như vậy bếp nấu ăn, thì chúng tôi yêu cầu như vậy rằng công trình và như vậy nhà thầu phải bố trí như vậy khu vực nấu ăn cho người lao động, bố trí riêng biệt, tách khỏi công trình xây dựng. Cũng theo ông Bạch Quốc Việt, mặc dù đã có quy định đảm bảo điều kiện ăn ở cho công nhân tại công trường, nhưng phần lớn chủ đầu tư đều không nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó là do lao động tự do lại hạn chế về trình độ, nên đa số công nhân chưa biết được về quyền lợi của mình. Biết là ăn ở như thế có thể là gây ra các cái sự cố. Thế vậy thì người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động bố trí cái nơi ăn ở sinh hoạt nào cho an toàn hơn. Tại vì chúng ta cũng biết là trong tất cả các cái công trình xây dựng thì đều bao giờ có chi phí lán trại. Cái khoản đó để dùng cái gọi là lán trại cho người lao động khi mà tham gia xây dựng các cái công trình. Họ phải biết cái quyền của mình để yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện hết các quyền đó. Hướng đến đảm bảo điều kiện sống và làm việc tốt hơn cho người lao động được xem là mục tiêu lớn của ngành lao động trong năm nay. Nhưng có lẽ để những hình ảnh này không còn hiện hữu tại các công trường trong thời gian tới, thì có lẽ các cơ quan chức năng còn có nhiều việc thiết thực phải làm hơn là chỉ hô hào các khẩu hiệu.